Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ, trong 7 tháng đầu năm 2022, thành phố ghi nhận 2.736 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 2.063 ca so với cùng kỳ 2021, không có trường hợp tử vong. Riêng trong tháng 7, ghi nhận 1.076 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 159 ca so với tháng 6. Số ca sốc sốt xuất huyết ghi nhận là 39 ca, tăng 32 ca so với cùng kỳ năm trước. Toàn thành phố có 199 ổ dịch sốt xuất huyết. Theo CDC Cần Thơ, ngành y tế cùng các địa phương tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết, tổ chức các đoàn kiểm tra tại các ổ dịch mới, cũ, khu vực có ca bệnh, khu vực nguy cơ, đồng thời chủ động phun thuốc diệt muỗi diện rộng bằng xe kết hợp với máy đeo dài tại các khu vực trọng điểm nguy cơ và ổ dịch sốt xuất huyết.